sừng bò. Các thầy tỳ kheo hỏi nhau làm thế nào cho sáng chói. Mỗi người trả lời một cách mỗi người trả lời một cách. Khi ấy tôn giả Sariputta, tôn giả Mục Đà, tôn giả và Thế Tôn vị nào đã trả lời câu hỏi đại luận đặt ra. Này các ông hãy nghe ta nói, hàng tỳ kheo là ông có thể làm sáng chói khu rừng Vô sinh ra. Ở đây này Xá Lợi Phất, tỳ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này đến khi tâm của ta được khéo giải thoát. Các lậu vật không có chấp thủ. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Vô Sinh Ra. Như này, đặt niệm trước mặt như thế nào và nghĩ rằng những gì nhờ thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ. Mỗi lúc con ngồi thiền thì con dùng câu pháp hướng con đặt niệm trước mặt có khác với câu pháp hướng hay giống nhau? Ở đây chữ niệm á, Đức Phật nói đặt niệm trước mặt là muốn khuyến khích cho các vị mà tu ở các, bởi vì trong cái bài kinh này là các vị muốn làm sáng, sáng tỏ sáng cái khu rừng này, cho nên mỗi người đưa ra nêu ra một cái, con đọc cái bài kinh đó thì mỗi vị nêu ra một cái ý của mình trong cái sự tu tập. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật kết luận cho biết mình đặt cái niệm, vậy thì cái niệm đó là cái tứ niệm xứ, nói là niệm tức là tứ niệm xứ rồi, mình phải đặt tứ niệm xứ chứ không phải đặt cái niệm nào hết. Nếu mình đặt cái niệm nào là nó sai tứ niệm xứ, vì nó một cái chùm niệm thân thọ tâm pháp của mình rồi. Phải hiểu nhỉ? Cho nên mình đặt niệm, Đức Phật nói mình ngồi phải ngồi lưng thẳng rồi đặt niệm trước mặt. Vậy tôi nói về cái niệm, vậy thì bây giờ mình muốn hiểu cái niệm này là cái gì, cái niệm nào. Bây giờ niệm Phật là niệm pháp, là niệm tăng, niệm giới. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật đã xác định là niệm là tứ niệm xứ rồi. Thì trong Bát Chánh Đạo á, thì con thấy rõ ràng Đức Phật nói chánh niệm, cái nẻo mà chánh niệm đó, rồi mới tới chánh định như vậy. Mà chánh niệm thì nó là tứ niệm xứ, thì không thể nói là niệm Phật là chánh niệm được. Ở đây muốn nói niệm thì mình phải đặt niệm, thì đặt cái niệm đó là cái niệm nào cho đúng. Chứ nếu đặt niệm sai nó tu sai sao? Cho nên niệm đúng thì chỉ có tứ niệm xứ thôi là đúng. Bởi vì tứ niệm xứ nó mới xác định được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà chứng đạo. Cho nên mình đặt niệm đúng thì sẽ là đúng, mà đặt niệm sai nó sẽ là sai. Cho nên bây giờ thí dụ như con nói bây giờ con đặt cái niệm con là cái hơi thở đi, để mà biết hơi thở ra vô thì cái hơi thở đâu phải là niệm. Phải không? Bây giờ con đặt cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con lấy cái đó con làm cái niệm, thì con mới niệm cái câu đó, con nói đặt niệm trước mặt, tức là mình phải để cái niệm đó luôn luôn, mình niệm như gì? Mình nhớ nghĩ nó gì? Là do đó cái niệm Phật là không đúng cái niệm, nó lại sai. Mà bây giờ niệm đúng là niệm tứ niệm xứ. Niệm tứ niệm xứ như thế nào đúng? Bây giờ thầy ngồi xếp bằng nè, thầy mới tác ý ra, bởi vì mình muốn sử dụng cái niệm đó thì nó luôn luôn nó phải tỉnh, phải nhớ nghĩ, phải tỉnh trên cái niệm đó. Vậy thì mình phải tác ý nó ra mình mới nhớ, chứ không tác ý ra mình ngồi thôi mình quên niệm nó sao? Bây giờ mình tác ý ra mình phải có cái câu dẫn tâm mình, dẫn tâm mình để mình tỉnh giác ở trên cái niệm đó, để luôn luôn nó biết được cái niệm đó, nó mới chánh niệm được ở trên đó. Vậy thì bây giờ mình biết rằng chánh niệm tức là tứ niệm xứ rồi. Bây giờ mình đặt tứ niệm xứ, mình lấy cái niệm tứ niệm xứ để mình quan sát. Vậy thì mình nhắc, bây giờ thầy nói con thấy nè, thầy tu tập đúng ý của Phật nè. Bây giờ thầy nhắc nè, bây giờ đó thầy ngồi kiết già lưng thẳng hẳn ngồi đàng hoàng rồi, thầy mới đặt cái niệm trước mặt của thầy. Bởi vì mình ngồi thẳng rồi mình mới đặt niệm, coi như là mình trịnh trọng trên cái pháp đó con. Cái thức mà Đức Phật nói chứ còn nếu mình ngồi cái ghế vậy mình coi nó không có trịnh trọng, có phải không? Cái thức mình ngồi kiết già lưng thẳng hẳn hoài là trịnh trọng lắm mới ngồi vậy, chứ còn nếu mà ngồi ở trên cái ghế dựa lưng là mình không có trịnh trọng cái pháp tu rồi. Mà đi Đức Phật muốn nói mình phải tôn trọng và cung kính cái pháp giải thoát của mình, cho nên mình trịnh trọng lắm khi mình ngồi lại. Bởi vì cái người nào mà trịnh trọng với cái pháp tu của mình mà biết chắc là cái pháp này sẽ đưa đến giải thoát thì mình trịnh trọng lắm, mình không tu thôi chứ mình tu là nghiêm chỉnh.
đó là một sự trình trọng. Thầy muốn nhắc là cái bài kinh này hay lắm các bạn. Dạ. Mà tại vì không có dịp mà thầy giảng ra thôi, chứ còn thầy có dịp giảng thì người ta sẽ thấy được cái phương pháp tu. Bây giờ đây thầy mới đặt cái niệm nè, cái chánh niệm của nó là niệm như thế nào? Niệm tứ niệm xứ là chánh niệm, Đức Phật đã xác định rồi. Dạ. Không thể hoài cái tứ niệm xứ mà gọi tìm cái niệm khác gọi là chánh niệm được. Cho nên thầy niệm của nó như thế nào? Thầy mới tác ý ra, cái tâm á phải quay lại nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp coi có chướng ngại trên đó không. Phải không? Như vậy là rõ ràng là thầy xem lại có cái niệm này nó có chướng ngại hay không? Dạ. Không? Mà nó không chướng ngại thì thầy mới hướng tâm thầy nhắc. À, bốn chỗ thân thọ tâm pháp không chướng ngại thì cái tâm á phải định vô hơi thở, phải biết hơi thở. Thì lúc bây giờ biết hơi thở ra vô. Thầy bắt đầu bây giờ nó biết hơi thở ra vô có nghĩa là đâu phải cái niệm đâu. Cho nên thầy thỉnh thoảng loát dừng khoảng độ chừng một phút thầy nhắc lại. Cái tâm á phải quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, tức là quan sát là cái niệm của nó, tức là niệm phải đặt trước mặt mà. Phải quan sát nó nữa, quan sát nữa, bây giờ nó không chướng ngại, nó không có chướng ngại gì. Thì thầy nói, cái thân thọ tâm pháp không chướng ngại thì cái tâm phải định vô hơi thở. Thì bắt đầu bây giờ biết hơi thở, thấy không? Rồi bây giờ thầy nhắc. Thầy nhắc nữa, bây giờ cái tâm phải quan sát thân thọ tâm pháp. Bây giờ có cái thọ đây đâu? Cái tay thầy bị đau nè, tức là thầy bây giờ trên thọ nó có chướng ngại rồi, nó đau rồi. Hoặc qua con mũi cắn nó rồi. Phải không? Ví dụ bây giờ nó ngứa này không? Thì bắt đầu thầy biết nó ngứa đây rồi, tức là thọ nó bị chướng ngại rồi. Vậy thì bắt đầu bây giờ thầy đuổi con mũi đi, thầy gãi chỗ này hết ngứa. Thầy bảo cái thọ là vô thường, thầy không có ngứa nữa, lui đi. Thì cái tâm phải quy vô định vô hơi thở, thì bắt đầu vô hơi thở thì thầy đâu có nhớ đây nữa. Có đúng không? Phải không? Rồi bắt đầu bây giờ nó yên ổn rồi, bắt đầu thầy nhắc cái tâm phải quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp coi có chướng ngại không. Thì thầy bắt đầu cái ý của thầy nó quan sát thân thọ tâm pháp hoàn toàn không có chướng ngại. Thì bắt đầu thầy kêu nó cái tâm nó phải quy vô định vô hơi thở. Bây giờ hồi đó nó mất quan sát đây, bây giờ mới gọi nó trở lại, nó định vô hơi thở. Bây giờ nó định vô hơi thở, nó biết hơi thở ra vô. Thì bắt đầu nó biết hơi thở ra vô thì khoảng độ chừng 5-10 hơi thở hoặc một phút cùng. Thì bắt đầu khoảng thời gian đó thì nó chưa có vọng tưởng đâu, mà có vọng tưởng, mà có khi mà có vọng tưởng đến, đây là dục lậu, mày lìa khỏi đây đi, mày là lậu hoặc, ra khỏi đây đi. Thì khi mà nó ra khỏi rồi, cái niệm nó bị đẩy lui rồi, bằng cái tác ý của mình mà nó lui ra rồi. Thì bắt đầu mình gọi cái tâm định vô hơi thở. Có gì đâu, nó định vô hơi thở, nó biết hơi thở nữa. Thì như vậy là rõ ràng mình tu ở đặt niệm trước mặt mà tu mà thanh tịnh tâm, mà đuổi hết chướng ngại pháp rồi là thành tựu chứng đạo. Tức là đuổi hết chướng ngại pháp thì tâm biết gì, biết hơi thở ra vô là không phóng vật nữa rồi. Không phóng vật thì ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Có nhiều đôi tu có gì đâu mà mới khốt. Vậy thì nó mới làm sáng tỏ được cái rừng. Cái rừng vô chi gì đó. Có lẽ ba không phải đâu. Chỉ có một cái tu vậy mà cái rừng nó sẽ sáng tỏ, không còn đêm tối nữa. Đúng không? Hay quá. Thế rồi. Còn thấy cái này con thắc mắc cái này con hỏi thầy con mới biết được. Cái đó thầy giảng xong rồi thầy. Giảng xong rồi. Thì con còn một chút nữa thầy. Thưa thầy, con ngồi thiền, con hay hướng tâm, con 30 phút xả thiền, hướng tâm như vậy thôi này. Rồi con theo dõi hơi thở vô ra khoảng 15-20 hơi thở, cái con tác ý một lần, nhưng nói 5-7 phút có lúc hơi thở nhỏ dần chừng 5 phút 5-10 phút, mà cùng lúc đó con quên tác ý, chừng con nhớ con tác ý hơi thở nhỏ nó mất. Thưa thầy, như vậy trong lúc hơi thở nhỏ dần con phải nhớ tác ý hay là con tác ý nữa, hoặc là con tác ý ly tham tôi thở vô, ly tham tôi thở ra, ly sân tôi thở vô, ly sân tôi thở ra, ly si tôi thở vô, ly si tôi thở ra. Cái khó của con là con làm thế nào cho có được. Rồi thầy sẽ chỉ cho. Thầy chỉ cho cái đêm ở chỗ này là tập cái sức tỉnh. Bây giờ mình đang hơi thở ra thở vô mà cái hơi thở bắt đầu nó đang yên lặng thì bắt đầu nó thay đổi hơi thở, nó nhẹ dần. Nó nhẹ dần, nó thở nhẹ dần và có thể nó chậm nữa. Mình cảm thấy rõ ràng là hơi thở mình đang nhẹ. Mình biết. Thì bắt đầu bây giờ nó mình nhắc, mình hướng tâm, bởi vì Đức Phật dạy cho mình cái bài định niệm hơi thở, tức là bài xuất tức nhập tức. Đức Phật có nhắc cho mình. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cái câu thứ nhất bước đầu vào định niệm hơi thở.
không? Cái câu thứ hai thì Đức Phật nói hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, mà thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Rồi câu thứ ba thì Đức Phật dạy hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Bây giờ cái hơi thở bình thường của mình ở mức độ nào? Hồi nãy mình thở bình thường, mình thấy rõ ràng là đang ở cái độ này, mà bây giờ nó nhẹ như vậy là sợ. Nhắc lại cái hơi thở cho nó trở về dị dạng bình thường của nó, chứ không được để cho nó nhẹ. Không cho nó nhẹ. Nó nhẹ, nó không phải định, mà nó vô trong trạng thái định tưởng. Yeah. Bởi vì định của Phật xác định được là do cái tâm ly tham sân si, cái tâm không phóng dật là định. Chứ không phải chỗ mà nó lặng lẽ lần lành, nó nhẹ hơi thở để đi vô sự yên lặng của nó, trong đó gọi là định. Cái đó là định tưởng. Cho nên mình không dạy gì mình rớt trong cái đường cùng đó. Vì vậy cho nên mình nhắc lại cái hơi thở phải bình thường, thở lại không được nhẹ nữa thì nó sẽ trở lại. Chứ còn không nhắc nó lại, còn con nhắc quán ly tham, quán ly sân, nó không có đúng cái đối tượng nữa đâu. Thì do đó bây giờ cái hơi thở con nó bình thường, nó không có thay đổi nữa, thì bắt đầu con có thể nhắc quán ly tham, ly sân, ly si được. Để cho nó tỉnh trong hơi thở, mà nó ly được cái tham sân si, mà từng hơi thở nó có tham sân si trong đó. Mỗi hơi thở của mình thở ra chứ nó có tâm tham ở trong đó nè, rồi mình hít vô nó có tham sân si trong đó nè. Bây giờ ngủ triền cái nó che, cho nên mình không thấy trong hơi thở tham sân si của mình. Nhưng mà khi mà gặp kiết sử á, thì nó lòi ra mặt nó hết. Nghĩa là lòi ra cái mặt của tham sân si. Cho nên vì vậy kiết sử là thất kiết sử đó. Cái sân kiết sử, rồi cái hữu tham kiết sử đó, cái ái kiết sử đó. À, cái kiến cái chấp kiết sử nữa, cái kiến kiết sử đó, tất cả những cái này là những cái kiết sử. Cho nên khi cái sân kiết sử nó hiện ra, thì bây giờ nó mình bình thường bị nó che, mình không thấy cái sân của mình. Nhưng có người nào chửi mình cái là bắt đầu cái mình thấy nó hiện ra rồi. Mình hiện ra đầu đó là kiết sử, sân kiết sử, chứ không phải là còn sân triền cái nữa, mà nó sân triền cử. Còn bây giờ con ngồi đây mà con thấy tâm mình không có sân gì, đó là con bị triền cái, bị sân triền cái nó che. Cho nên mình không thấy, nó bị cái màn sân đó nó che, con không thấy cái sân của mình. À, cho nên vì vậy đó, khi mà nó loại mặt ra thì mình biết nó là kiết sử, mà nó chưa loại mặt nó ra thì nó là triền cái. Hiểu vậy đó con hiểu. Bởi vì hôm đó con có hỏi thầy để mà soạn, mà thầy không có thời giờ để mà thầy soạn thầy giảng về thập thất kiết sử và cái triền cái, cái năm cái triền cái, ngũ triền cái với thập thất kiết sử. Mà vì không có thời gian cho nên thầy không có soạn, không có viết ra được. Chứ lẽ ra thì phải viết ra được để cho người ta biết thập thất kiết sử tới 17 cái kiết sử, chứ không phải là có 7 kiết sử đâu. Nhưng mà 7 kiết sử này nó rất quan trọng. Còn cái 10, cái hạ năm hạ phần kiết sử với năm thượng phần kiết sử thì nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng lắm. Như vậy thì mình ngồi thiền mình cứ theo dõi, mà mình cứ nhắc hoài, mình cứ thở, mình biết vô biết ra. Rồi chừng nào mới được định thầy? À, bây giờ thầy mới dạy cho con đã được định đây. Dạ. Bây giờ con đã thở, con biết thở ra, thở vô được rồi. Dạ. Rồi con biết cái phương pháp phá hôn trầm thì miên. Dạ. Biết phương pháp phá hôn trầm thì miên là thở năm hơi thở. Dạ. Rồi đứng dậy đi kinh hành một vòng. Dạ. 20 bước rồi ngồi lại năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành một vòng. Con biết cái pháp đó rồi. Dạ. Biết rồi. Rồi bây giờ con tập luyện con thuần pháp đó rồi. Bây giờ nó có hôn trầm là con phá. Dạ. Mà nó có hơi lười biếng à, con cũng dùng cái pháp này con phá nó cũng hết lười biếng liền à. Dạ. Rồi không? Mà đó là con nhớ cái pháp đó rồi. Vậy thì bây giờ đó nó tới từng cái giai đoạn. Bây giờ con tu hơi thở, con cũng thấy cái sức tỉnh thức của mình trong hơi thở nó khoảng chừng 5 hay là 10 phút nó không có niệm nó xen vô đó. Yeah. Thì con thấy cái sức tỉnh mình cũng đó, mình không cần đi thêm nữa đâu. Yeah. Bây giờ con mới tu tứ niệm xứ nè. Cái đó là cái phương pháp ngăn ái diệt ác của tứ chánh cần. Yeah. Chứ không phải tứ niệm xứ đâu. Yeah. À, bây giờ tới cái giai đoạn mà con muốn tu cái tứ niệm xứ á, là cái giai đoạn mà con vừa hỏi cái câu chuyện mà trong cái rừng đó. Sáng chói đó. À, trong cái rừng sáng chói đó. Yeah. Thì đó là cái câu chuyện con sẽ tu tứ niệm xứ rồi. Yeah. Đây là tới cái giai đoạn tu tứ niệm xứ chứ không phải là còn tứ chánh cần nữa. Yeah. Vậy thì tu bây giờ hiện già bây giờ hiện giờ trong cái thời gian mà con ở đây tu với thầy ấy, thì lẽ ra thì cái thời gian đó thì cái cơ thể con nó còn hơi yếu. Yeah. Dưới tiếp nhận vào ăn một bữa đó, nó cũng làm cái sức khỏe con nó cũng có giảm. Yeah. Nhưng mà con đừng sợ, bình tĩnh, không có chết giáo đâu sợ. Bây giờ đó con tiếp tục con tu tứ niệm xứ, con vẫn giữ giới hạnh đàng hoàng. Yeah. Tu tứ niệm xứ thì như hồi nãy mà thầy nói rồi đó, thì nó không có gì hết. Nghĩa là con bình thường con ngồi chơi thì nó có niệm gì thì con quán xét con đuổi, mà không có thôi, chứ con cũng không tu không gì hết. Nhưng mà khi vô ngồi tu mà tứ niệm xứ rồi thì con ngồi xếp bằng hẳn ngồi đàng hoàng, coi như là rất quan trọng, trịnh trọng với cái pháp tứ niệm xứ. À, bắt đầu bây giờ đặt niệm trước mặt, thì đặt niệm trước mặt tác ý ra thân thọ tâm pháp, tâm phải quan sát thân thọ tâm pháp, tức là đặt niệm đó. Cái thức còn đặt niệm chứ gì. À, đó bắt đầu bây giờ nó hoàn toàn không quan sát, thấy không có chướng ngại, bảo tâm phải đứng vô hơi thở, không có được phóng dật, bắt đầu nó cũng biết hơi thở ra vô.
ra vô trong, bởi vì con đã tu tập hơi thở nó đã quen rồi, thì khoảng độ chừng một phút mà hoặc là 10 hơi thở thì con lại nhắc, đặt niệm lại nữa, đặt cái niệm lần nữa, tâm phải quan sát thân thọ tâm pháp xem có chướng ngại pháp không. À, bây giờ con quan sát rồi không có chướng ngại gì hết thì con bảo thân thọ tâm pháp không có chướng ngại, tâm phải quý vô định hơi thở, con truyền lệnh nó đi. Rồi con truyền lệnh nó, khi mà truyền lệnh mà nó quay vô rồi nó không có, nó không phóng giật mà nó luôn luôn nó biết hơi thở con ra vô vậy đó, là con đã định rồi đó. Con đã nhập định rồi đó, cái phương pháp tu nó vô định đó. Bây giờ con muốn vô định sâu hơn, con muốn vô định sâu, bây giờ nó quay vô rồi. Con thấy 24 tiếng đồng hồ không buồn ngủ á. Nó không có buồn ngủ, nó ngồi mà tỉnh bơ mà nó an lạc lắm, nó khỏe lắm, nó không có mệt nhọc. Bắt đầu con thấy được rồi, 24 tiếng đồng hồ mà mày không ngủ thì chắc mày tốt rồi. Tao muốn tin tưởng mày thêm coi mày có còn được vậy không. Tao cho mày 7 ngày đêm cho mày tu, mày định ở trong đó. Con sẽ cho nó định 7 ngày đêm, con không buồn ngủ chút nào đâu. Nó tỉnh bơ rồi. Mà nó thì vẫn sống bình thường như vậy thế này nè, ai nói gì cũng nghe cũng biết hết, mà nó luôn luôn nó định như vậy đó. Nó không có lưu ý hoài đâu. Tới giờ ăn cơm thì nó bưng cơm với nó luôn luôn nó cũng biết hơi thở à. Đó là nó định đó. Con thấy cái định của nó chưa? Đó là cái định của sơ thiền đó. Nó quay vô, nó không phóng dật, nó quay vô đó. Nó ly dục ly ám pháp rồi bắt đầu nó định đó. Con không có ngồi định, con không có nương vô hơi thở đâu. Tại vì con quan sát niệm của con thấy không chứa ngại. Con bảo nó định vô hơi thở thì nó định, chứ còn con không có tập trung hơi thở. Còn cái kia con tập trung hơi thở, cho nên nó lặn xuống, nó phá hơi thở, con nó lặn, lặn nó vô định, định tưởng. Nó nhỏ nhịp, nó vô định tưởng. Con thấy lo. Nó, khi dụ nó không vô định tưởng thì mà nhỏ nhịp nó sẽ vô, không trầm con ngủ á. Chứ không phải không đâu. Nó chưa vô cái định tưởng thì nó sẽ vô không trầm tùy miên vô ký. Nó cũng sẽ làm mất con đó. Nó đường nó thật rồi, chúng ta tu tỉnh thức khúc thôi, không có tu nó nữa. Bây giờ mới trở về tứ niệm xứ là niệm của nó mà để tôi đi vào định nè. Nó là đây con đường đúng, còn bây giờ con đi thật. Con hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ con mới đi đúng, con ở trên tứ niệm xứ mà không có chướng ngại pháp nữa. Con tu theo cái thời khóa tu tập của ông Phật dạy mà chúng thì kêu tu đó. Đuổi chướng ngại pháp, đó là tứ niệm xứ. Bây giờ cái bài kinh này cũng để cho chúng ta đặt niệm tứ niệm xứ để mà tu đó. Để mà đi tới rốt ráo đó, để nhằm nhập định chứ có gì. Đó, con thấy rõ không? Cho nên hầu hết là những cái bài kinh nó đều ở trên cái mục đích của nó là dẫn chúng ta tứ niệm xứ thôi, tứ niệm xứ để mà thực hiện định, thiền định. Nó chỉ có tứ niệm xứ mới định được. Bởi vì Đức Phật nói chánh niệm rồi mới tới chánh định mà. Mà chánh niệm là tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ xong thì nó mới vô định ha. Thì tứ niệm xứ xong là định rồi. Thì nó vô định. Mà nó vô định cái định đầu tiên là sơ thiền nè. Do đó bây giờ mình muốn nhị thiền nè thì mình thấy mình phải xét coi nó định ở trong cái sơ thiền này, nó trong một cái thời gian 7 ngày đêm là nó quá trời rồi. Chứ 24 tiếng đồng hồ là người ta thực hiện các định khác được rồi. Nó có cái định này nó mới thực hiện tới các định khác được nè. Bây giờ nó bảo diệt tâm tướng, ngay nó diệt liền. Cũng như hồi đó con bảo cái tâm quay vô định hơi thở thì nó định vô hơi thở là nó định. Mà bây giờ nó định rồi thì bây giờ nó định tới diệt tâm tứ. Mà nó diệt tâm tứ rồi thì con định cái nhị thiền xong thì con bảo ly hỷ trú xả, nhập tam thiền đi. Thì con ra lệnh vậy, có nó ly hết tất cả các tạng thấy trưởng tưởng, nó không còn ma, con phá con được, bị cái lực của tâm mạnh lắm rồi. Bắt đầu bây giờ nó con qua cái tam thiền rồi, bắt đầu con nhập tứ thiền liền. Con bảo tỉnh chỉ hơi thở ngưng, nhập tứ thiền, cái nó ngưng, nó nạp tứ thiền liền, cái hơi thở ngưng liền. Rồi bắt đầu bây giờ tiếp tục là ở trong cái trạng thái tứ thiền đó, con hướng tâm đến tâm minh liền, con dẫn về tứ mạng liền. Thì ngay trong đó tâm minh con thực hiện chứng quả A-la-hán liền tức khắc, không có gì. Bởi vì tứ niệm xứ nó là chứng quả A-la-hán đó mà, nó vô định đó. Nó có bị nhiêu đó thôi, bởi vì nó đơn giản quá, không đơn giản, không làm vòng vậy. Mà nó khổ nghĩa là mình phải nhiếp tâm cho nó thật kỹ. Thật kỹ. Nó có cái đó thôi. Bây giờ nó có gì mình đâu có gì đặt niệm trước mặt. Là thân thọ tâm pháp mình đặt rồi, mình quan sát nó nè, là đặt niệm trước mặt rồi. Rồi bây giờ nó có chướng ngại thì đuổi, tác ý ra đuổi, mình có pháp tác ý mà. Cái đâu có như cái lý để mà suy tư, để mà tác nó đuổi đâu. Mà tác ý là mình đã đúng biết cái lý của nó rồi, tác ý ra đuổi liền, tức khắc, nó đi liền. Thọ là biết vô thường, đi đi, không được ở đây nữa. Cái đó là như lý tác ý. Như lý tác ý rồi. Cứ như vậy đó, mình tác ý là đuổi nó, nhanh chóng, không có quán. Còn mình nhắc là tác ý. Mình nhắc là tác ý đó. Còn nó có cái thân thọ tâm pháp nó có cái gì thì mình cứ như lý tác ý đuổi ra, đuổi ra rồi bắt đầu bảo cái hơi thở, định bảo cái tâm định vô hơi thở. Nó định vô hơi thở thì cái chỗ đó là mình đuổi đi rồi. Nó bị nó yên lặng, nó biết hơi thở ra vô thì cái những cái niệm đó nó mất hết rồi. Nó đâu có còn nghĩ ở được. Mà nó có nữa thì tức là mình đuổi nữa thì nó lại thanh tịnh liền. Ngay liền chứ không có dừng đâu, không có ngắt ngang nó đâu, mà đuổi đàng hoàng. Tôi đuổi có phương pháp à. Nó cho nên vì vậy mà thân thọ tâm pháp tôi nó hoàn toàn nó yên tịnh. Đây là tôi định chứ gì, tôi định cả thân và tâm mà cả thọ luôn đó chứ. Định hết bốn chỗ mà.
Chứ tôi đâu có định cần định cái tâm không đâu. Định luôn hết bốn chỗ, bởi vì bốn cái chỗ này là cái niệm của tôi mà. Tôi đặt niệm trước mặt mà. Mà thấy không? Đúng quá không? Mà tôi dễ thoát liệt. Hôm nay còn hỏi thầy, không biết được cái này hay quá thầy. Thì cái duyên nó tới rồi, nó tới rồi. Nó tới con hỏi thầy, con đúng là chỗ thầy sẽ sửa dạy con. Chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái duyên nó tới con hỏi đúng à. Mà đúng chỗ. Thành ra cố nỗ lực về tu. Thì thầy nói là kết quả thôi, không có gì hết. Bởi vì tới cái giai đoạn này là mình phải trải qua một thời gian mình tu những cái pháp kia, nó có cái thuần quen rồi. Chứ còn chưa thường quen mà vô chỗ này tôi không nổi. Có vậy chứ đâu phải dễ đâu. Nó phải trải qua là ngăn ác, nghiệp ác, nó đủ thứ chướng ngại hết. Mình đuổi được hết cái tâm mình, giờ nó thanh thản được, mình mới vô đây mình tu cái này nè. Tứ niệm xứ nó phải sau cái tứ chánh cần, chứ nó đâu có trước được. Thầy dạy nó đâu có thứ lớp mà đúng y như cái lộ trình của Phật dạy đó. Không dạy đó để mình lo tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần không đó. Bây giờ mới bắt đầu thầy dạy tứ niệm xứ nè. Rồi còn vậy chứ mình tu rồi mình còn bị những cái chuyện khó khăn lắm. Bởi vì tứ chánh cần mình tu chưa trọn vẹn đâu. Nó còn mà mình cũng còn câu hủ với tứ chánh cần. Cũng thì lẽ đương nhiên là mình chưa hoàn toàn mà ở trong tứ niệm xứ nổi đâu. Cho nên mình phải có những cái chuyện gì đó phải ở trong tứ chánh cần mà dẹp nó. Như bữa nay con hỏi thầy thì con mới biết rõ. Chứ bây giờ chị nghe thầy cô nhắc là mất thời gian em nhiều. Dạ, quá thân trên thân này còn không hiểu nó thân trên thân như thế nào. Để cái máy con xong chưa? Dạ xong. Quán thân trên thân có nghĩa là như thế này nè. Cái pháp tứ niệm xứ á, con hiểu cái pháp tứ niệm xứ thì nó có thân thọ tâm pháp. Thấy không? Bởi vì trong pháp tứ niệm xứ nó dạy cho chúng ta biết cái thân thọ tâm pháp của tứ niệm xứ. Thì do đó mà chúng ta trên cái thân của chúng ta là quán cái thân của chúng ta. Vậy thì trên cái thân của chúng ta là thân tứ đại này nè, thấy không? Rồi chúng ta quán cái thân tứ đại của mình đi, rồi mình quán cái thân mà tứ niệm xứ mà Phật dạy đó, để rồi mình quan sát lại cái thân của mình coi nó có giống nhau vậy không. Trên thân quán thân để khắc phục tham ô, trên cái thân của mình quán cái thân tứ niệm xứ để coi Đức Phật nói bây giờ thân tứ niệm xứ đó thì vô thường khổ không vô ngã. Thì cái thân của mình quán xét qua nó phải có vô thường khổ không vô ngã không? Mình quán xét đúng rồi, Đức Phật dạy tứ niệm xứ là thân của tứ niệm xứ là cái thân nó khổ. Vậy cái thân của mình đây á, nó khổ hay là không khổ? Không, mình xét vậy á thì mình thấy rõ ràng là cái thân của mình cũng khổ y như cái pháp tứ niệm xứ. Như vậy cho nên gọi trên thân quán thân, trên cái thân của mình quán cái thân của mình coi thứ coi nó như thế nào. Thì cho nên mình so sánh giữa cái thân tứ niệm xứ và cái thân của mình á là mình thấy nó giống nhau quá. Do đó là cái giai đoạn thứ nhất đem pháp mà quán pháp, đem cái pháp tứ niệm xứ mà quán cái pháp của tứ niệm xứ của mình. Không, đó là quán trên pháp quán pháp. Bây giờ mình đã hiểu nó được rồi. Vậy thì mình đem trên thân quán thân, nghĩa là mình trên cái thân của mình, rồi mình phải suy xét cái thân của mình, gọi là trên cái thân này rồi suy xét cái thân này coi sự có cái động dụng của nó như thế nào. Bây giờ nó thở nè, nó mạch máu nó chạy nè, rồi chỗ này nó ngứa nè, chỗ này nó đau nè, chỗ này nó nhức nè, nó là trên thân quán thân. Bây giờ đó mình lại ngồi xếp bằng, mình vậy nè, mình đặt niệm trước mặt, đặt cái niệm thân của mình, bây giờ thân tứ niệm xứ mà, thân trước mặt. Vậy thì mình đặt niệm trước mặt mới quan sát trên thân quán thân mà, tức là quan sát cái thân của mình coi. Bây giờ mình ngồi đây mình quan sát cái thân, mình thấy nó có đau chỗ này, cái tay này đau thì biết là trên thân có bị thọ, chỗ tay này đau. Vậy thì đau là chướng ngại pháp, phải đi lui nó đi. Mà nó không có gì hết, bây giờ nó không đau, nó không nhức, nó không gì hết. Ở trên thân mình quán cái thân, mình thấy nó không có đau, không nhức, không gì hết, thì nó an lạc. Thì biết là cái thân an lạc, không có chướng ngại pháp. Vậy mà khi mà cái thân mà nó an lạc chướng ngại pháp á, thì nó không có làm cho mình tham ưu, phiền não, buồn rầu. Nó làm cho mình an ổn, vui vẻ. Cho nên Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Khi có chướng ngại pháp ở trên đó, trên cái thân đó, thì nó làm cho mình ưu phiền,
mà không có thì không có ưu phiền, tức là mình khắc phục được tham ưu. Bây giờ nó có ưu phiền thì mình phải đẩy lui cái chướng ngại pháp đó đi, thì cái ưu phiền nó sẽ hết, gọi là khắc phục tham ưu ở trên đó. Nó thì còn đây dễ dàng không? Cho nên bây giờ mình đặt cái niệm thân của mình, bây giờ nó bốn chỗ nhưng mà mình đặt cái niệm thân thôi, để mình trên thân quán thân, như câu hỏi con hỏi, để mà mình biết cách thức mình quán thân gì thì mình quan sát, mình ngồi đây. Bây giờ mình đặt mà mình tưởng là có cái hình dáng của cái thân của mình nằm ở trước này, coi như có một cái con người bằng xương bằng thịt nằm đây thì cái bóng dáng nằm đây, đó là mình dùng tưởng, nó là sai. Vậy thì bây giờ mình ngồi đây mình nhìn xuống mà mình lắng nghe mình cảm giác toàn cái thân của mình, thì đó là mình đặt cái niệm thân trước mặt. Bây giờ mình không thể nào mà mình thấy được mà mình tưởng ra có cái thân người nằm trước mặt mình, tức là cái niệm thân trước mặt của mình mà, là do nó bị tưởng thì không nên. Mình sống ở trong tưởng, mình phải nghĩ cho cơ thể của mình. Rồi bắt đầu bây giờ đó, mình không thể nào mình thấy được, cho nên vì vậy đó mình mới lắng nghe. Lắng nghe rồi mình cảm nhận coi ở trên thân của mình nó có cái gì xảy ra hay không. Nó không có gì. Bây giờ mình ngồi đây, mình cũng nhìn chăm chăm xuống đây, mình mới cảm nhận, cảm giác, cảm nhận được cái thân của mình nó đang có cái thọ hay là không có cái thọ, nó đang có cái chướng ngại ở trên đó hay không có chướng ngại. Vì vậy cái mà mình ngồi mình lắng nghe, mình cảm nhận á, cái đó là trên thân quán thân. Rồi trên tâm mà quán tâm. Bởi vì mình quán cái thân mà cái thân nó không có cái cảm thọ gì hết á, bởi vì thân là phải có thọ, thì mà hãy quán thân thì tức là kìm vô đó là có cái thọ rồi, cho nên đương nhiên là quán thọ, gọi là thân thọ đó. Tại ra khi quán thân tức là quán thân thọ rồi, đi đâu với nhau chứ không thể nào tách gì, bởi vì nó có cái thọ, nó mới có cảm giác, nó mới cảm giác, nó mới có ưu phiền. Còn nếu mà không có thì nó đâu có ưu phiền nó thể thọ thì thân thọ. Rồi bây giờ quán tâm thì phải có thân tâm, thân thọ tâm á. Không, nó có phải có thọ với tâm, nó cặp với nhau. Cho nên nó thọ với tâm, còn này thọ với thân. Bây giờ thọ với tâm á, là khi mà quán trên tâm, quán tâm tức là quán thọ dưới tâm. Thì cái thọ của tâm, thí dụ bây giờ cái tâm mà nó khởi ra cái niệm thì nó có cái tâm, mà nó không khởi ra cái niệm gì hết thì tức là cái thọ nó không có. Cái thọ của tâm nó không có, mà hễ nó có cái niệm thì tức là nó phải có cái thọ của tâm. Cũng như cái thân của mình, bây giờ nó mình ngồi đây cái thân nó thanh thản an lạc, thì nghe nó an lạc thì nó không có cái thọ của thân. Vì vậy cho nên mình thấy là mình quan sát cái thân của mình không thấy có gì hết, mà không có gì hết thì tức là cái thọ của thân không có. Còn bây giờ mình sẽ quan sát cái tâm á, cái tâm nó thanh thản, nó an lạc, nó vô sự thì nó không thấy cái tâm. Nhưng mà sự thật nó thanh thản đó là cái tâm chứ không có gì. Nó thanh thản là nó ai cái tâm đó. Mà bây giờ mình muốn thấy được cái tâm mà nó có cái thọ của tâm đó, thì nó phải có một cái niệm, nó khởi cái niệm nào đó. Thì cái niệm nó thì nó là cái thọ của tâm rồi. Nó niệm của nó là nó nhớ, nó thương, hoặc là nó phiền não gì đó, hoặc nó nhớ lại cái chuyện gì đó, nó vui, nó thọ lạc đó, nó vui, nó mừng cái gì đó, nó nhớ là những chuyện gì đó. Đó thì đó là cái thọ của tâm. Cái thọ của tâm này bắt đầu cái tâm nó có cái niệm. Thì như vậy là rõ ràng là quán thọ, quán tâm trên tâm, để tìm thấy cái thọ của tâm, tức là tìm thấy cái tâm không dặn. Không, mà tìm thấy cái tâm không dặn đó, thì tức là cái quán tâm trên thọ của tâm đó, mình sẽ thấy rõ ràng. Đó là thân thọ rồi tâm thọ. Con đến có chứ con nè, đến đứa cho đứa dặn dễ dàng. Ở trên thân rồi thọ của thân, rồi trên tâm thọ của tâm, để mình quán. Do đó trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật dạy trên tâm, trên thân quán thân, rồi trên tâm quán tâm, rồi trên thọ quán thọ. Không ngờ rằng trên thân quán thân là nó có quán thọ, rồi trên tâm quán tâm thì lại có quán thọ đó. Thì bắt đầu bây giờ mình lại trên pháp quán pháp đó, thân nè, rồi thọ nè, thì thân có thọ, tâm có thọ, là ba cái rồi đó.
thì bây giờ pháp cũng có thọ nữa. Bởi vì cái gì nó cũng có thọ nó mới là chướng ngại, chứ còn cỡ không có thọ thì không có chướng ngại. Bởi vì có cái thọ nó đọc rồi. Bây giờ trên pháp, quán pháp, mình ngồi nó đang yên ổn như thế này, cái có một trận gió thổi vô, nó làm cho mình cảm giác cái thân của mình, nó cảm giác nghe mát. Nghe mát thì mình biết mát đó, mình biết mát, cho nên mình biết à, đây là cơn gió, là pháp, pháp nó đã tác động ở trên thân cọ của mình, nó mát. Nó làm cho mình thấy thích, ưa thích, à, phải chi gió mà thổi gì mát, ngồi khỏe quá. Thì lúc bây giờ mình biết à, đây cái tâm có tham dục, nó chạy theo dục, như vậy là mày còn ham muốn mát. Biết là mày phóng dật theo pháp, pháp. Cho nên vì vậy mà trên pháp, quán pháp, để biết được cái thọ của thân tâm của mình nó đang dính vào cái pháp nào, nó đang phóng dật. Thì khi con bây giờ mình đang ngồi tu thì bình thường nó không có, bỗng dưng nó có một cái tiếng hát radio ha, hoặc là tivi hay cái xé gì của ai đó, nó đang ca giọng cổ ha, hoặc là nó ca tăng nhạc gì nữa, nó làm cho tâm mình nó duyên ra. Thì mình trên cái pháp đó mình quán à, như vậy là cái lời ca tiếng nhạc này nó làm cho cái tâm mình phóng dật. Nó phóng dật và nó nhớ lại hồi đó mình hồi còn đi học, nó khởi ra cái niệm, cho nên nó phóng tâm ra, nó niệm là mình nhớ hồi trong đi học mình có ca cái bài này. Nhớ lại đó, nó làm cho mình hồi ức lại. Thì như vậy là mình bị pháp tác động làm cho tâm phóng dật, để rồi cái tâm nó phóng ra cái niệm hồi ức. Như vậy mình trên pháp, quán pháp mà nó sanh ra như vậy, nó làm cho chướng ngại tâm của thân và tâm của mình nó không thanh thản an lạc nữa. Cho nên mình biết đây là cái pháp này nó làm chướng ngại. Vậy thì mình muốn đẩy lui cái chướng ngại pháp này bằng cách nào? Bằng cách nào? Thì mình nhắc cái tâm á, phải quay vô định ở trên hơi thở, đừng có lắng nghe cái âm thanh nó nữa, nó là pháp trần. Mày lắng nghe, mày phóng tâm ra không có được. Nó mình nhắc là mình đặt ý vậy, bắt đầu mình nương vào hơi thở, mình biết hơi thở ra vô thì nó quên đi cái âm thanh đó. Hiểu không? Bây giờ nó có một cái cây trời chuyển mưa gió, cây nó làm rắc rắc, cái bắt đầu mình tâm nó phóng ra, không biết chừng cái cây này nó gãi, nó đè trên cái thân của mình. Nó làm cho mình sợ. Rồi đó là mình bị pháp chứ gì. Vậy thì mình bảo pháp, quán cái pháp à, mình thấy đây là nhân quả. Nếu quả chăng mà cái cây này vì cơn gió mà nó đè mình thì đây là cái quả, mình cũng vui vẻ, mình chịu đi. Chứ sao lại mà chưa có gì mà mình ngồi đây mình phóng tâm, mình sợ. Mình quán vậy đó, tức là mình đẩy lui cái chướng ngại, mình ngồi yên ổn. Bây giờ cái tâm mày không có được phóng theo cái sự sợ hãi đó nữa. Mặt nó lũi của đè chết cũng là sống ở trong thiện pháp, trong chánh pháp, chứ không có sợ, mày sợ là bị ác pháp. Do đó thì mày phải định vô cái hơi thở, im lặng. Nhắc nó hoài. Mình nhắc nó chứ, mình nhắc cho đặng cho nó riết là nó mới quen, nó không phóng dật. Chứ không, nó chút nào nó cũng dễ phóng hết. Bị pháp mà. Thôi vậy chứ mình ngồi đây bị pháp đó, thân thọ tâm mình thì nó an rồi. Nhưng mà con muỗi lợi bò vô cắn mình nó cũng bị pháp rồi. Đó, thì tất cả những cái này mình thấy đây là trên pháp, quán pháp để đi lui chướng ngại ở trên thân thọ tâm. Con hiểu chưa? Cách thứ tư vậy nó dễ vậy. Mà nếu mà mình không cảnh giác, mình không biết cách đó, thì mình không biết làm sao nói về pháp với người ta, không biết cách nào mà quán pháp. Không lẽ cứ ngồi đó quán vô thường, khổ vô ngã, hờ các pháp là vô thường, thân là vô thường. Đúng rồi, như vậy mình tự đi đọc đi đọc lại, đọc lại hoài có gì đâu. Quán nhiều quán nhầm thì hồi gì mà chính pháp nó cứ tác động mình bất an đây. Phải không? Một trận gió, một mưa nó tạt ướt là nó làm cho mình bất an rồi. Tại pháp. Mà bây giờ mình không đẩy lui cái chướng ngại pháp này thì cái tâm nó đâu có yên. Cái thân tâm nó không yên. Con hiểu chưa? Cho nên quán pháp trên pháp để đẩy lui chướng ngại, nó làm cho cái tâm mình nó không còn tham ưu nữa, nó không sợ hãi nữa. Cách thức mình tu vậy mình mới thấy mình đẩy lui chướng ngại pháp trên bốn chỗ đó. Như vậy đó, từ bữa nay thầy nói con mới hiểu rõ, chứ không thì hôm nay con cũng mù mờ. Bởi vì thọ thì con biết rồi, thì thầy hôm đó thầy có giảng thầy. Còn cái tâm như pháp với thân ra thân thì cũng biết hơi hơi đi tiền, nhưng mà cái tâm à, cái tâm với cái pháp á chưa biết. Bữa nay giờ thầy nói con mới hiểu rõ ra. Thì giờ con phải theo cái đó để mà quán đó. Quán, mình phải có cái gì mà nói chung mình ở ngoài mà nó tác động vào nó thì bị pháp. Nó tác động ở trên thân thọ của mình, tâm thọ của mình.
còn ở trên thân thọ của mình nó luôn luôn nó có những cái niệm của nó khởi ra. Anh em bây giờ mình đang ngồi vậy, trong thân mình bỗng dưng nó nhức cái chân, tự nó nhức mà. Bởi vì nó thay đổi, nó vô thường, nó thay đổi trong này mà. Thân mình là thân tứ đại, nó vô thường, nó thay đổi, cho nên nó thay đổi. Hôm qua nó đâu có nhức, bữa nay nó thay đổi nhiều quá rồi nó mới nhức đây nè. Nó nhức đặng nó hoại diệt, nó chết mà. Thành ra bây giờ hôm qua không có đau mà anh hai nó nhức cái đấy chân quá. Vậy thì bây giờ nó bị chướng ngại rồi. Thì thân thân nó cũng có những cái sự thay đổi của nó, thì nó cũng có những cái chướng ngại của nó. Cho nên mình bây giờ mình còn mạnh khỏe, mình chưa có đau ốm gì hết thì mình tu dễ, chứ khi mình đau rồi biết mình đẩy lui được nó không. Nhất là cái thọ của thân nó khổ lắm. Rồi bắt đầu cái tâm của mình coi vậy chứ, nó ngồi đây nó một mình, nó cô đơn, nó buồn, rồi nó cũng sanh ra, nó nhớ tầm bậy tầm bạ, rồi nó cũng bị hôn trầm, rồi nó cũng sanh ra chứ đâu phải không. Cho nên vì vậy mà mình phải đề cao cảnh giác mọi mặt. Cho nên vì vậy mà gọi là trên thân quán thân hay trên tâm quán tâm, tức là luôn luôn mình phải tỉnh giác, mình xem xét nó coi nó có cái gì xảy ra hay không. Nếu nó không có cái gì xảy ra hết thì tức là nó không phóng dật, tức là tâm thanh tạng an lạc vô sự. Mà nó cứ cái tâm mình luôn luôn nó thanh tạng an lạc vô sự vậy thì cái tâm nó sẽ định lên trên cái hơi thở của nó. Nó cứ biết hơi thở tự động, chứ mình không có tập trung mình gom trong hơi thở đâu, mà tự nó biết. Nó biết hơi thở nó một cách nhẹ nhàng. Nó biết một cách nhẹ nhàng, thành ra cái thân của mình nó càng lúc nó an lạc lắm. Con ngồi suốt 1-2-3 tiếng ngồi con không thấy mỏi mệt. Nó không có mỏi, tức là nó an lạc. Còn nếu mình ngồi mà mình không an lạc đó, thì mới đầu mình ngồi thì nó yên ổn đó, chín chút rồi nó mỏi. Nó mỏi thì nó có chứng nhạc lắm. Còn khi mà nó cái tâm mà tự động nó định vô cái hơi thở rồi thì nó có sự an lạc đó, nó làm cho cái thân tới nó yên, con được tới chỗ nào thì con cứ ngồi thêm. Mà hễ nó có chướng ngại, nó tê hơn nhất thì con xả nó ra. Cứ vậy nó, con cứ ngồi, hễ yên con ngồi vậy. Cứ yên mình cứ ngồi được. Cứ ngồi được bao lâu được bao lâu. Chứ mình không có định đó là giờ này phải ngồi giờ, giờ sau phải ngồi giờ, hôm này kia không có định. Mình đừng có định như vậy là mình bị chướng ngại rồi. Nhưng như vậy thì mình thí dụ trường hợp mà mình muốn canh cái giờ này thì mình có cần canh nữa không thầy? À, nói chung mình tu tứ niệm xứ thì không cần canh giờ nữa. Tứ niệm xứ là lúc nào mình tu cũng được hết. Mình đi mình cũng tu được, mình ngồi cái thế tư thế nào mình cũng tu được hết, mình ngồi kiết già cũng tu được hết. Cho nên ăn thua nó ở chỗ tâm. Cái chỗ này là chỗ tâm rồi, nó không phải chỗ thân. Không rài thì con cứ sợ mình không có quen cái vụ mà để ngồi được ví dụ mấy tiếng đồng hồ ở đây. Chẳng hạn như giờ thầy, như thầy nói là mình ngồi đến cái lúc mà nhị thiền á thầy, ra lệnh cho nó 2 tiếng đồng hồ là 2 tiếng đồng hồ á, thành ra con canh cái đó hoài. Sau này khi nào mà tới mà nhập nhị thiền á, thầy sẽ dạy cho mấy con ra lệnh cho nó tịnh chỉ đó. Trong mấy tiếng đồng hồ bắt đầu cho nó tịnh chỉ, trong nửa tiếng hoặc là 1 tiếng hoặc là cái thời gian bao nhiêu thầy xác định, khi mà tâm mình nó quay vô rồi thì thầy sẽ dạy mấy con cách thức nhập nhị thiền đó. Thì bắt đầu con sẽ ra lệnh nó trước. Rồi bắt đầu nó sẽ... Bây giờ mình không cần hả thầy? Bây giờ mình không cần. Bây giờ mình lo, mình ly dục, ly ác pháp, mình tu tứ niệm xứ. Cho nên khi mà mình trong cái giai đoạn này mình lo tu tứ niệm xứ để cho mình đẩy lui các chướng ngại pháp ở trên đó suốt 24 tiếng đồng hồ. Mà hễ mà khi cái tâm mà nó tự nhiên mà nó định vô cái hơi thở, nó tự biết hơi thở thì hơi thở của mình nó nhẹ nhàng lắm, nó an lạc lắm, nó làm cho cái thân của mình thấy nó an ổn vô cùng lắm. Nó không có bị mỏi mệt không gì, thậm chí như một con muỗi mà nó bay đến nó cắn mình cũng không thấy ngứa. Không hay nữa. Nó không hay nữa, nó an lạc đến nỗi mình không hay. Bởi vì nó an lạc mà nó làm cho cái thân mình lạc mà, nó do ly dục sanh hỷ lạc, cái do mình ly được nó, cái tâm mình nó không phóng dật ra thì nó ly được, cho nên vì vậy nó mà nó an ổn cái thân nó. An ổn cái thân nó không mỏi, mình ngồi lâu không mỏi. Con bớt cái chuyện mà canh giờ lại, con không canh nữa. Bây giờ tới cái giai đoạn này đó, con thí dụ như con nhập con thọ bát quan trai đó ha, thì con sẽ
cái giờ bắt đầu bây giờ con định là bây giờ 7 giờ con phải tu cái gì, rồi 8 giờ con tu cái gì, 9 giờ con tu cái gì, thì con vô con tu cái giờ đó, rồi trong cái khoảng thời gian tu đó thì con không phải là bắt buộc con phải chuyên môn ngồi không, mà hoặc là chuyên môn đi không, nó không phải đâu. Mặc dù cái giờ đó là giờ đi kinh hành thí dụ vậy, nhưng mà con đi, con luôn luôn con tu tứ niệm xứ, con đi con cũng quan sát cái thân thọ tâm của con. Rồi bắt đầu bây giờ trong cái giờ đi đó vậy con cũng quan sát vậy, nhưng bây giờ nó mỏi chân rồi thì tức là chướng ngại pháp ở trên thân của con rồi, thì con thay vì con còn 30 phút hay là 10 phút nữa là nó mới hết giờ, nhưng mà con không có ráng đâu, con ngồi nghỉ liền. Nó tha cho nó ngồi trên cái ghế nó bình thường để cho mình nghỉ chân vậy, nhưng mà luôn lúc nào cũng quan sát thân thọ tâm của mình để đi được. Tức là mình giữ cái tâm ở trên tứ niệm xứ nó luôn liên tục trong giờ, nhưng mà cái quay ngay đi đứng nó tùy theo mình. Nó không cần thiết. Hãy nó có chướng ngại là mình thay đổi quay nghi để nó không chướng ngại nữa là được. Hãy lưu chướng ngại đó. Như vậy thì để con xin thầy cho con thọ pháp con trai ngày mai này. Thầy chỉ cách thức cho con, con nguyện sao để cho con. Ngày mai đó thì con khuya nay này. Con ở trong thất con thì con không có thờ tượng Phật tượng gì hết. Nhưng mà con ngồi đúng giờ đó con dậy để mà con thọ bát quan trai. Cái búa hả con? Đây con. Đây cái búa, mà lấy cái búa không là có cái kèm. Búa lớn hả? Búa nhỏ. Ở trong cái tủ con có cái búa nhỏ vàng cám vàng vàng. Vậy hả? Trong khi mà thọ bát quan trai thì con chắp tay lên như thế này. Con quỳ gối lên, con chắp tay, con hướng về tượng Phật. Bất kỳ cái hình ảnh Đức Phật ở đâu rồi con hướng về đó à? Hay hoặc là con hướng ra cửa, con hướng nhìn ra cửa vậy. Con chắp tay con nhìn ra. Con nguyện với chư Phật chứng minh hôm nay con xin thọ tám giới, thọ bát quan trai tám giới giữ gìn nghiêm túc để con thực hiện pháp tu tứ niệm xứ, xin chư Phật chứng minh cho con. Thì bắt đầu con nguyện rồi thì con đảnh lễ Phật ba lại. Tức là mình đảnh lễ Phật là mình thọ nhận giới pháp đó. Rồi bắt đầu con tiếp tục con tu. Thôi vậy thôi. Ví dụ sau này, ví dụ mình thọ một mình được không thầy? Được con, khỏi cần người nào, bởi vì mình thọ mình tu mà. Rồi bắt đầu đó mình tới chừng mà mình tu xong trong một ngày đó thọ bát quan trai đó, hoặc là hai ngày thì mình xả đó, thì mình cũng chắp tay lên, chúng mình quỳ gối mình chắp tay lên nguyện. Hôm nay con đã giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, tu tập pháp tứ niệm xứ, con thấy thân tâm con rất là thanh tịnh, mong chư Phật chứng minh cho con, giờ này con xin xả bát quan trai. Nói đơn giản thôi, không có gì hết. Bởi vì mình đã thuộc bát tám giới đó rồi, và mình cũng hiểu tám giới đó rồi thì cần gì ai truyền. Phải không? Mình chỉ nhận thọ cái giới này để chư Phật chứng minh, để cho mình sống những ngày đó mình nghiêm túc trong cái con đường tu tập cho mình nó không bị lơ lỏng. Mình giữ gìn cho nó chặt chẽ, rồi mình tập dần cho nó quen dần, rồi mình sẽ sống suốt đời mình tám giới chứ. Chứ đâu phải mình có thọ không. Mình thọ là thọ trong một ngày hai ngày đầu tiên như vậy, chứ sau này mà nó đã thuần quen rồi thì ở trong sơ thiền thì kể như là mình sống luôn ở trong tám giới đó. Bây giờ thì con chưa đủ sức, cho nên con nguyện Phật chứng minh cho con giữ gìn. Vậy thì con cứ làm như vậy thì thầy nói đơn giản mà nó nhẹ nhàng lắm. Chỉ có tâm mình nhiệt, tâm mình quyết tu thôi, thì mình phát nguyện như vậy thì mình sẽ tu tốt. Cái tâm mình nó kỳ lắm thầy. Con thì không muốn cho người ta đến, mà ta không đến cái thấy nhớ này. Nó vậy đó. Dù cái con nói như đó, con nói mày như vậy là mày đâu có đúng, mày còn muốn nữa phải không? Thấy là không tới nữa, mình thấy cũng nhớ. Đúng rồi. Muốn người ta tới nữa. Cái tâm nó kỳ lắm rồi. Cũng như mình ở trong cảnh yên tĩnh cô đơn mình tu á, thì mình sao mình thấy muốn nói chuyện. Mình muốn động. Còn mình ở trong cảnh động thì mình muốn là muốn tỉnh. Đó nó làm ngược. Chừng nào mà mình hết nhớ rồi không, mình mới được hả này? Không phải hết nhớ mới được. Mình cố gắng mình khắc phục nó lần lượt, mình hết nhớ thì mình tốt. Bởi vì con thấy cái bài kinh này, cái bài kinh mà trong kinh Tăng Chi là cái Tăng Chi cuối số 3 này. Cái trang là 270
Đức Phật có nói ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hậu chúng, không phòng hộ sáu căn, không tiết độ trong sự ăn uống. Thì cái đó phải đoạn tận thì mới đoạn tận nghe con, phải đoạn tận cho nó hết cái đó mới được đó. Mới được đó con. Dạ. Ông Phật dạy kỹ lắm rồi con. Cái này con viết ở đây để con nhớ ở đây. Ở trong cái những lời Phật dạy đó, thầy cũng ghi những cái lời này để mà thầy giải thích chú thích ra cho chúng sau này, nhưng mà thầy không có việc mà thầy soạn thảo mấy cái tập kinh này. Yeah. Nhưng mà đã đánh những cái lời của Phật dạy ngắn gọn đó ở trên vi tính hết rồi. Yeah. 6 pháp hay là 7 pháp hay 5 pháp. Yeah. Đặc biệt cho mình người tu. Yeah. Thì thầy đã đánh trên vi tính hết cho mà thành đánh lên hết rồi, mà thầy không có giờ mà thầy chú thích ra. Yeah. Cái thầy chú thích ra mấy cái này chú thích ra, thầy chú thích ra rõ thì rõ lắm, dễ hiểu, dễ hiểu lắm. Yeah. Này con đọc rồi con thấy Đức Phật dạy mình kỹ lắm phải không? Yeah. Nhưng mà tại mình tu không kỹ cho nên mình không đạt được đạo là tội mình chứ tại mình chứ đâu phải tại Phật. Yeah. Rõ ràng là Phật có dạy. Yeah. Mà thầy nói người ta không tin. Con thấy như Minh Tông đó, Minh Tông thầy nói đập cư ông không nghe, đó là Phật dạy rõ ràng mà. Bởi vậy thích nói chuyện, thích nói chuyện là thích làm việc, làm việc. Bởi vì mấy ông nào còn làm việc hoài đó, cứ làm việc hoài, con thấy chưa được. Đâu có được. Yeah. Con học cái này rồi, con thấy ai tu được con biết. Yeah, con Phật yeah. nói đúng. Dạ. Yeah. Nghĩa là con còn lấy cuốc ra, con đi trồng trịa hay hoặc dễ cỏ rồi mấy người làm có được. Dạ. Tu cũng thế. Dạ. Chứ đừng nói chặt củi hay này kia, nói tu.